Câu chuyện về vong hồn của một cô gái điên quay về báo thù chỉ vì một cái gói xôi. Cái chị mà kể câu chuyện này á thì được mẹ ruột của mình kể lại. Mẹ của chị này kể rằng vào cái thời điểm đó thì mẹ chị bán xôi tại một cái khu chợ tự phát. Trong cái khu này á có một cái bà tên là Mai. Bà này rất là giàu luôn và bà là người cho vay tiền góp cả cái khu này. Bởi vì là dân anh chị là dân cho vay tiền góp nên là cái mồm của bà này á chửi bậy rất là nhiều. Hở một cái á là chửi người này chửi người kia, không mượn tiền cũng chửi, mà mượn tiền của bà cũng chửi. Nói chung là bà chửi không chừa một ai cả. Không hiểu sao vào cái lần đó ở cái khu này á xuất hiện một cái cô gái điên. Và cái cô gái này xin ăn từ đầu khu tới cuối khu luôn. Dù là ở trong cái khu này á, người nghèo rất là nhiều, nhưng mà người ta sống cũng rất là tình nghĩa. Nên là người có ít á thì cho ít, người có nhiều thì cho nhiều. Và người ta cũng không xem thường hay là hắt hủi cái cô gái này. Chỉ riêng có duy nhất cái bà Mai, bà luôn tỏ ra cái thái độ rất là ghét, miệt thị và sợ hãi cái cô gái này. Bởi vì người của cổ rách nát rồi dơ bẩn nên là bà rất là khó chịu. Mà cái nhà của bà Mai này là một trong những cái nhà đẹp nhất ở cái khu. Và trước nhà bà có một cái giàn hoa giấy rất là xinh. Nên mỗi lần cái cô gái điên này á xin ăn xong thì hay ngồi trước ở cửa nhà bà để mà bứt những cái bông hoa giấy xuống để mà chơi. Thì cứ mỗi lần mà bà đi chợ về, bà thấy cái cô gái này á ngồi trước nhà bà là bà xách cây bà dí. Có đôi khi á bà còn vào bên trong nhà bà nấu nước sôi rồi bà đem ra bà tạt cái cô gái này nữa. Bà làm như vậy là hầm mục đích là đuổi cái cô gái này đi ra khỏi nhà bà đi. Tại vì bà cho rằng cổ ngồi trước nhà bà sẽ làm dơ bẩn, làm ô uế. Có đôi khi là bà sợ cái cô này sẽ vào bên trong nhà để mà ăn cắp ăn trộm đồ của bà. Những cái người dân ở trong cái khu này á thấy như vậy á rất là tội cái cô gái điên. Khuyên bà rất là nhiều là đừng có làm như vậy, đừng có đối xử với người ta như vậy. Dù sao người ta cũng không có được bình thường mà. Nhưng mà bà Mai bà nhất quyết là bà không nghe. Bà cứ đánh đập đuổi cái cô gái này đi nếu như mà thấy cô này á ngồi trước cửa nhà bà. Bởi vì bản chất của cô gái này bị điên nên là cổ đâu có phản kháng được đâu. Cứ mỗi lần mà cổ ngồi ngay đó mà bà này chạy ra chửi đánh cổ thì cổ bỏ chạy thôi. Cho đến một cái ngày các bạn, cái bà Mai này nè, bà tới cái gánh xôi của mẹ cái chị kể chuyện á, bà mới mua một cái bó xôi gấc. Thì trong cái lúc mà bà đang đứng mua như vậy á, thì bà có lấy một miếng á, bỏ vào trong miệng để mà nhai ăn. Thì bà đang nhai như vậy á, thì cái cô gái điên này á, cũng không biết từ đâu xuất hiện. Cổ mới đứng ở kế bên bà, lấy cái tay giật giật cái ống quần của bà, rồi cổ xè tay ra mà cổ nói á, cho miếng đi, cho miếng đi. Cái lúc này á, bà Mai bà cảm thấy rất là khó chịu. Bà mới lấy chân của mình á, bà đá cái cô gái điên này á, đi ra. Bà bực dọc á, mà chửi, đồ cái thứ dơ bẩn kinh tởm, ai cho mày đứng gần tao, rồi còn lấy cái bàn tay hôi thối của mày á, đụng vô cái quần của tao vậy. Thì lúc này cái cô gái điên này á, vẫn chỉ có đứng đó, rồi xè bàn tay mình ra, rồi nói là cho miếng đi, cho miếng đi, ngon quá à, ngon quá à. Lúc này bà Mai á, bà cảm thấy điên máu lên rồi. Cái miếng xôi ở trong miệng của bà á, lúc này á, bà mới phun ra ở dưới đất. Bà mới lấy tay á, bà chỉ xuống dưới. Bà kêu cái cô gái điên đó là kìa, cho mày đó, mày bò xuống dưới á, mà mày lụm ăn đi. Sự không ngờ các bạn, cái cô gái điên này á, mới chui xuống dưới đó, lấy tay á, bóc cái miếng xôi mà bà vừa mới phun ra, bỏ vào trong miệng để mà nhai. Lúc này là nhiều người á, chứng kiến cái cảnh này lắm. Người ta cũng sầm xì to nhỏ, rất là ghét cái bà Mai này. Tại sao lại đối xử với một cái người điên như vậy? Nhưng mà người ta cũng không có thể nào mà nói thẳng ra. Tại dù sao ở đây á, ai cũng phần lớn đều là con nợ của bà. Cái bà Mai này á, lúc này á, bà xanh mặt mày bà lên, bà rất là khó chịu. Rồi bà mới nói á, đúng là cái thứ dơ bẩn hạ tiện, cái miếng xôi người ta phun ra rồi á, mà vẫn còn lụm lại ăn. Thế là bà mới lấy cái nắm xôi bên trong tay của bà, bà mới chọi ra ngoài đường. Rồi bà hét lớn lên với cái cô gái điên này á, tao quăng ra ngoài đó rồi đó, mày chạy ra mày lụm mày ăn đi, tao cho mày đó. Thì khi mà cái cô gái này vừa mới nghe tới đó thì cổ mới lao ra ngoài đường để mà lụm lại cái gói xôi đó. Thì một cái chuyện không may nó xảy ra các bạn. Khi mà cổ vừa mới lao ra, cái tay của cổ vừa mới chụp được cái gói xôi á, thì từ bên hông tay trái của người con gái điên này á, một chiếc xe tải nó đi ngang qua. Và bởi vì cổ lao ra một cách bất chợt như vậy á, nên là người ta phản ứng không kịp. Và thật sự cuối cùng là cái cô gái này á, đã bị chiếc xe tải đâm vào.
cổ ngã xuống đường á, thì cái đầu của cổ đập xuống dưới cái nền đường và máu á, nó lan hết cả nguyên một cái vùng đó. Người ta còn thấy cổ tay vẫn còn đang nắm chặt cái gối xôi, cả người đang run bừng bật lên, mà thậm chí người ta còn thấy á, cổ chết nhưng mà mắt không nhắm lại, và cái ánh mắt đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bà Mai. Cái khoảnh khắc đó là tất cả mọi người ai cũng đều cố gắng đi tới để mà giúp đỡ cái cô gái điên này. Nhưng mà riêng bà Mai, bà thấy được cái cảnh đó rồi á, là bà lẳng lặng á, bà đi về nhà của bà luôn. Bây giờ thì cũng không có biết trách phạt ai cả, tại vì quả thật mặc dù là cái chết của cái cô gái điên này có liên quan đến bà Mai, nhưng mà từ đầu đến cuối mọi người đều biết là đều do cô gái này lao ra ngoài đường. Rồi mọi người cũng cố gắng gom góp tiền lại để mà làm ma cha cho cái cô gái điên này. Nhưng mà bà Mai á, bà ác tới mức là từ đầu đến cuối khi mà tổ chức xong tang lễ đám ma cho cái cô gái điên này á, bà chớ hề tới để mà thắp cho cổ một cái nén nhang hay là tỏ ra một cái lòng cảm thấy là hối hận. Sau cái chết của cô gái điên này, đâu đó tầm hơn cả một tuần, người ta không hề thấy bà Mai này á đi ra khỏi nhà luôn. Mà những cái người mà bán ở trong chợ, mà buổi sáng các bạn, tầm 3-4 giờ sáng, khi mà người ta đi ngang qua nhà của bà Mai nha, người ta luôn kể lại rằng á, là thấy bóng dáng của cái cô gái điên này nè đứng trước cửa nhà của bà Mai mà đập cửa. Thậm chí là khi người ta đi ngang qua thì cái bóng hình của cô gái này á, còn xoay ra hỏi họ rằng á, là có gì không? Cho đi, có gì không? Cho đi. Trời ơi, người ta rất là kinh hãi luôn. Những cái người buôn bán trong chợ, người ta chấp nhận là sẽ đi một cái vòng thật là xa, không dám đi ngang qua nhà bà Mai vào lúc 3-4 giờ sáng để mà đi bán. Đến đâu ngày thứ mười mấy thì cả cái khu chợ này á, rất là bàng hoàng luôn. Tại vì người ta thấy á, bà Mai á, đã đi ra khỏi nhà, nhưng mà bây giờ bà trong một cái hình dạng rất là kinh. Đầu tóc của bà thì giống như là chưa được gội đầu vậy đó các bạn. Nó bù xù lên mà nó bết bết mà nó ướt ướt. Quần áo của bà là sọc sệt luôn, mà bà bốc lên một cái mùi rất là hôi, mà cái mặt của bà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Rồi bà mới tới cái gánh xôi của mẹ chị này á, kêu á, là bán hết toàn bộ xôi cho bà đi. Mẹ của chị này cũng không hiểu gì cả, mới hỏi bà là bà mua cho ai, rồi làm gì mà mua hết toàn bộ xôi như vậy. Nhưng mà biệt nhiên bà không có trả lời, bà chỉ dúi tay tiền vào trong người mẹ của chị này á, sau đó là lấy hết toàn bộ xôi để mà về nhà. Trong chợ người ta cũng rất là hoang mang bàng hoàng, thì người ta mới quyết định á, là bán chợ xong tầm 10-11 giờ gì đó, người ta sẽ kéo qua nhà của bà Mai này á, xem thử như thế nào. Thì khi mà người ta kéo qua nhà bả nha mọi người, cửa chính nè, rồi cửa phụ nhà bả mở tan hoác hết luôn. Người ta kêu bả rất là nhiều, nhưng mà không có nghe thấy bả trả lời gì cả. Thế là người ta mới đánh liều đi vào bên trong. Thì người ta thấy một cái cảnh tượng rất là kinh hãi. Bả đang nằm ở dưới sàn nhà ngay ở dưới bếp, mà xung quanh bả nha là những cái miếng xôi á, nó bấy nhầy hết luôn. Nó móc xanh, nó móc trắng lên hết cả. Trong miệng của bà vẫn còn ngậm nguyên một cái miếng xôi gất. Khi mà người ta tới lay á, thì người của bà lạnh ngắt rồi, và bà đã tắt thở từ lúc nào. Mọi người mới vội gọi chính quyền tới để mà xem xét tình hình. Thì người ta xét nghiệm đâu ra, người ta báo bà rằng lý do chết á, là do bị nghẹt thở, do ăn xôi các bạn. Nghe thôi là cũng thấy vô lý rồi. Thì những cái người ở trong cái khu này á, biết chắc chắn rằng là cái hồn ma của cái cô gái điên đó quay về để mà hại chết cái bà Mai này để mà báo thù. Thì mọi người cũng sợ, mọi người mới hùng tiền lại để mà mời thầy về á, cúng kiến. Thì khi mà mời ông thầy này về thì mọi người cũng trình bày lại cái sự việc trong chuỗi ngày vừa qua. Thầy sẽ làm một cái buổi lễ vào lúc 12 giờ. Thì vào ngày hôm sau vào lúc 12 giờ thì thầy đang làm lễ như vậy á. Lúc này mọi người mới thấy ông thầy á, ổng đứng ở ngay đó mà nói chuyện vào không trung luôn. Xong rồi ổng mới lấy một cái túi vải nhỏ ra cột lại. Sau đó là ổng đi ra, ổng nói với mọi người á, là ổng đã thu phục lại được cái hồn ma của cô gái điên cũng như là cái bà chủ nhà này rồi. Thầy sẽ đem lên chùa để mà gửi cho hai cái người này tu tập, và sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, mọi người cứ yên tâm đi. Các bạn thấy sao về câu chuyện này? Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt.